Một gia đình ở Nhật Bản đã giữ và chăm sóc một cây bonsai suốt hơn 300 năm. Cây được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một di sản gia đình. Mỗi thành viên của gia đình đều học cách chăm sóc cây và hiểu về ý nghĩa của sự kiên nhẫn, lòng tận tụy. Cây bonsai này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết gia đình. Nghệ thuật bonsai không chỉ là việc uốn nắn những cây nhỏ bé, mà còn là một hành trình tinh thần, dạy con người về sự kiên nhẫn, tĩnh lặng và tình yêu đối với thiên nhiên. Một nghệ nhân bonsai lớn tuổi từng chia sẻ về cây bonsai mà ông rất trân quý. Cây có một vài cành bị khuyết hoặc cong không như ý, nhưng ông không bao giờ chỉnh sửa chúng. Khi được hỏi vì sao ông không làm cho cây hoàn hảo, ông trả lời: cây cối cũng như con người đều có những khiếm khuyết của riêng mình. Những cành cây không hoàn hảo này khiến cho cây trở nên đặc biệt và mang cả tính riêng. Câu chuyện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp nhận và tôn vinh những khuyết điểm, không chỉ trong nghệ thuật, mà cả trong cuộc sống.